Ok, xin chào các bạn. Mình là Thao Chim Cú Gáy ở Ba Vì. Hôm nay mình thực hiện một cái clip này để các bạn biết là đây là một con chim cú gáy khổng lồ. Nó mặc dù nó được có hơn một tháng tuổi thôi, nhưng mà cái kích thước của nó rất là lớn. Nếu như các bạn để ý, đây là cái vòng tay nó mình cầm như thế này, nó vẫn còn khoảng một khoảng cách như thế này nữa để nó kín cái vòng ngực của nó. Mà bây giờ nó chưa có cườm, nhưng mà kích thước nó đã như thế này rồi. Đấy, nếu như mà độ dài của nó thì rơi vào tầm từ mỏ đến vót đuôi thì nó rơi vào tầm khoảng 30 phân. Và con này thì nó là 1.000 phần nghìn là con trống. Với một cái khách hàng là anh này là anh cũng rất là tin tưởng. Anh đã từng tin dùng cái chim cú gáy của mình, số điện thoại là 0904 529 686. Với trị giá con chim này là mình giao tại bến xe Mỹ Đình là 600 ngàn. Thế thì các bạn có thể yên tâm là khi mua chim ở bên mình. Cái clip này mình đăng lên Facebook cũng là một phần để lấy niềm tin từ phía khách hàng. Còn cái vườn chim nhà các bạn đến xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình tên là Thao, có biệt danh là Thao Chim Cú Gáy miền Bắc. Anh em nào tin tưởng thì alo số điện thoại là 0163 530592. Đây là một con chim giống mà khách hàng của mình yêu cầu là chim giọng thổ và chỉ có mua con chim trống không thôi. Thì mình sẽ bán con chim này cho anh ấy và giao tại bến xe Mỹ Đình. Nếu như các bạn ở các tỉnh khác thì có thể là gửi tiền cho lái xe từ các bạn và chúng ta hẹn nhau ở trung tâm thành phố Hà Nội, bất kỳ chỗ nào mình sẽ có đội ngũ giao tận tay và mình sẽ hứa sẽ là đúng uy tín với các bạn. Đây sau đây là mình sẽ chuyển từ bây giờ là tầm 6 giờ tối mình sẽ chuyển vào hộp đây và đóng niêm phong cho anh ấy đúng chất lượng thì mình sẽ sáng mai thì 8 giờ sáng con chim này và cái niêm phong. Đây là cái logo của mình. Tất cả những cái này là để tránh cho cái đội ngũ họ đổi chim hoặc là có vấn đề gì xảy ra thì mình sẽ đóng niêm phong vào đây. Đấy. Đó. Và các bạn thấy là nó sẽ có cái dấu ở đây, không ai được bóc ra ngoài chủ nhân của người mua chim và mình. Thì các bạn yên tâm là mua chim của bên mình là như vậy. Mai mùng 2 tháng 9, ngày đẹp, mình sẽ chuyển cho anh ý con chim này để anh ý chơi. Sau này nó thành chim khách. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.